trong trái tim của 86 người dân Việt Nam hôm nay, những hậu duệ hàng nghìn năm sau của vua Hùng, từ thỏ là Long Quân và Âu Cơ, đẻ ra 100 người con trong bọc trăm trứng, sau mưu chuyến lên rừng xuống bể, Thái Sơn phá thạch lấn chiếm khai hoang, đến nay đồng bào ta từ Trường Sơn đến Trường Sa, từ Móng Cái đến Cà Mau, dù làm ăn ở đâu, sinh sống nơi nào vẫn một lòng hướng về tiên tổ. Dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy suốt 4.000 năm, khi âm ỉ, khi mạnh liệt, nhưng luôn thôi thúc thế hệ con cháu cống hiến sức lực, trí tuệ, máu xương để gìn giữ giải đất của quê hương, gìn giữ nền